ghi xong là phải thề nha. Hả? Thề là đánh giả bộ thôi. Rồi ok, đánh giả bộ, đánh mạnh lần sau mày sao quay với tao nữa. Đó, bởi vậy chứ thấy chị quay với Kiều cho đánh Kiều thiệt không á. Mà ghi rồi sao nhìn ta? Nè, Kiều giả bộ. Một lần nhìn xuống mắt lé vậy nè. À, đưa tay lên trời, ôi để suy nghĩ nè. Đó, cái đưa tay sát vô vậy đó. Chị có chữ không? Ok. Thằng chú. À, chú Tư. Ngóc mặt lên. Ngóc mặt lên. Chú Tư. Ủa mày ghi chữ gì vậy? Trời đất, cái bài mà còn chữ sống nhìn không ra. À đúng rồi. Rồi rồi, lặp lại. Mặt lên. Chú Tư rồi nha. Tư tình. Chà, thông minh quá vậy ta. Tư tình. Hả? Ủa đúng rồi, mày đáp đi chứ. Không, bỏ mở kịch bản đi. Rồi, cây cối rồi đó. Cối xây gió. Gió xây cối. Giờ bỏ kịch bản nè, hai đứa giờ thử trí thông minh của nhau nè. Cối đá. Đá. Ghé lạnh. Lạnh quá. Quá lạnh. Lạnh ghê. Ghê ngớm. Bấm ghiếc. 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 Mày ơi. Cái này vô mặt phải không? Từ từ đi, vào Phan. Ghiếc, ghiếc. Giết lên, giết lên. Giết lên là cái gì? Giết lên. Giết lên là cái gì? Kiều nhắc mà giết lên là cái gì? Giết lên, giết lên. Giết lên. Miệng tay. Miệng tay đúng không các bạn? Giết lên. Tới mày lên thì mày nói gì quá. Mày lên. Giết lên. Ha. Lên, lên là lên luôn. Luôn luôn. Luôn 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 tàm. Tầm lông. Lông lá hả? Lá cây. Mày coi. Nó lên. Coi cây. Vậy là mình sẽ tới sáng nữa không em? Tao không cần biết. Cây gì khó xíu nha. Cây cây xương rồng. Rồng rắn. Lên mây. Mây xanh.